Xin chào tất cả các bạn, chị đến từ Học Văn Chị Hiên. Rất vui được quay trở lại với các em ở phần audio chuyên mục Cùng Em Soạn Văn. Chị rất hy vọng về những bài soạn văn như thế này có thể giúp ích cho chúng mình trong quá trình tìm hiểu về các bài học trong sách giáo khoa. Ngày hôm nay, trong phần audio này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về bài học số 2, Cấu tứ và hình ảnh trong thơ trữ tình, với văn bản Nhớ Đồng của tác giả Tố Hữu. Không biết các bạn đã có thời gian đọc văn bản này chưa nhỉ? Bởi việc đọc văn bản là một trong những khâu vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, chúng mình sẽ kết hợp thêm với phần tri thức ngữ văn, chú thích, chỉ dẫn để có thể trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa. Ngay bây giờ, chúng mình sẽ cùng nhau đi trả lời các câu hỏi của văn bản. Câu hỏi đầu tiên, theo bạn, nhan đề Nhớ Đồng đã bao quát được toàn bộ nội dung, cảm xúc của bài thơ hay chưa? Vì sao? Nên hiểu như thế nào về nghĩa của từ đồng trong nhan đề? Hướng dẫn trả lời như sau. Nhan đề Nhớ Đồng đã bao quát được toàn bộ nội dung, cảm xúc của bài thơ, bởi vì toàn bộ bài thơ đều hướng về nỗi nhớ làng quê với những khía cạnh khác nhau. Nhớ màu sắc, hương vị, khung cảnh bình dị ở khổ thứ hai, hay nhớ nhịp sống của làng quê ở khổ thứ ba, nhớ những con người say mê lao động ở khổ năm, nhớ nỗi buồn cố hữu ở khổ sáu, nhớ những người nhà quê chất phác ở khổ thứ 8, 9, nhớ những ngày dấn thân vào cách mạng ở khổ 10, 11, hay nhớ tất cả những gì bên ngoài nhà tù ở khổ thứ 12. Từ đồng có thể hiểu theo hai nghĩa trong nhan đề. Trước hết, đó là hình ảnh tả thực, là một sự vật cụ thể, đó là cánh đồng. Bên cạnh đó, từ đồng còn mang ý nghĩa chỉ chung cho làng quê, cho đồng bào, đồng chí, là điểm tựa tinh thần, toàn bộ cuộc sống bên ngoài nhà tù mà nhân vật trữ tình hướng về. Câu hỏi số 2, bạn có nhận xét gì về đặc điểm hình thức và nội dung trong các khổ thơ 1, 4, 7, 13 trong văn bản? Các khổ thơ này được phân bố theo quy luật nào? Hướng dẫn trả lời. Về đặc điểm hình thức, các khổ thơ 1, 4, 7, 13 trong văn bản đều chỉ có hai câu thơ với điểm cấu trúc gì sâu bằng và lặp lại với nhau. Khổ 1, 7 giống nhau và khổ 4, 13 giống nhau. Về đặc điểm nội dung, các khổ thơ này đều thể hiện một nội dung chung, đó là nỗi nhớ quê hương da diết của tác giả được thể hiện qua hình ảnh tiếng hò và những buổi trưa quê hương. Các khổ thơ này được phân bố theo quy luật đan xen giữa các khổ thơ khác và có sự lặp lại giữa các câu 1 với 7 và 4 với 13, qua đó tạo nên một kết cấu vòng tròn thể hiện một nỗi nhớ da diết với cuộc đời, với làng quê đến cháy bỏng, cứ thế lặp đi lặp lại, luôn tràn đầy trong tâm hồn của người chiến sĩ cộng sản. Chúng ta sẽ cùng nhau tới với câu hỏi số 3. Hệ thống hình ảnh trong bài thơ đã biểu đạt được những nội dung gì? Bạn hiểu và đánh giá như thế nào về cách tác giả đan cài, phối hợp và sắp xếp các cụm hình ảnh? Hướng dẫn trả lời như sau. Hệ thống hình ảnh trong bài thơ đã biểu đạt tâm trạng của nhà thơ về nỗi nhớ quê hương, đồng đội, đồng bào da diết. Đó là nỗi nhớ bình dị, gần gũi, được thể hiện qua hệ thống hình ảnh quen thuộc mà ai cũng có thể dễ dàng bắt gặp ở làng quê, nông thôn Việt Nam. Đó cũng chính là tâm trạng của tác giả, là nỗi nhớ của một người con xa quê, ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong việc bảo vệ quê hương, đất nước. Cách tác giả đan cài, phối hợp và sắp xếp các cụm hình ảnh là vô cùng hợp lý, phù hợp với tâm trạng của tác giả khi đó đang bị giam giữ, nhớ về quê hương, cách mạng mà buồn vô cùng, khi không thể cùng nhân dân, anh em đồng chí tiếp tục sự nghiệp cách mạng. Tác giả đi từ những hình ảnh bình dị, gắn bó với làng quê như ruộng tre, ô mạ, nương khoai, xóm nhà tranh, đến hình ảnh những người nông dân lao động và những con người đã hy sinh vì độc lập dân tộc, cuối cùng là nhớ tới chính mình của ngày trước. Đến với câu hỏi số 4, từ đâu, xuất hiện bao nhiêu lần và đóng vai trò gì trong cấu tứ của bài thơ? Các em có thể trả lời như sau. Từ đâu xuất hiện 10 lần trong toàn bài thơ nhằm hiện lên không gian quen thuộc sống dậy trong quá khứ? Từ đâu đóng vai trò quan trọng, then chốt trong cấu tứ của bài thơ? Trước hết, từ đâu được đặt ở vị trí đầu tiên trong các câu thơ, góp phần tạo nhịp điệu cho bài thơ, khi gấp gáp, khi chậm rãi, thể hiện tâm tư đầy xáo động của người chiến sĩ cách mạng đang khát khao tự do. Không chỉ vậy, từ đâu còn góp phần tạo nên sự mạch lạc và liên kết của văn bản, giúp cho việc bộc lộ cảm xúc của nhân vật trữ tình trở nên trọn vẹn nhất, các hình ảnh xuất hiện phong phú hơn, có được sự chặt chẽ về cấu trúc, phù hợp với quy luật tâm lý. Câu hỏi số 5, phân tích tác dụng nghệ thuật của việc sử dụng luân phiên câu hỏi, câu kể và câu cảm trong văn bản. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy trong văn bản những câu cảm hiu quạnh bên trong một tiếng hò
và đi ngay sau đó là những câu hỏi: đâu từng ô mạ xanh mơn mởn, đâu những lương khoai ngọt sắn bùi, và những câu kể xóm nhà tranh thấp ngủ im hơi giữa dòng ngày tháng âm u đó. Việc sử dụng luân phiên câu hỏi trong văn bản như đâu những nương khoai ngọt sắn bùi, vãi giống tung trời những sớm mai đã gợi ra tâm trạng rối bời của tác giả, chợt nhớ về quê hương với những hình ảnh gần gũi, thân thương, thể hiện nỗi niềm mong chờ về một ngày gặp lại những khung cảnh ấy trong tâm tư của tác giả. Việc sử dụng luân phiên câu kể trong văn bản kể về những hình ảnh quê hương trong tâm trí của tác giả như gió cồn, ruồng tre, ô mạ, xóm nhà tranh giúp người đọc hình dung ra được quê hương trong mắt tác giả rất bình dị, ấm no và hạnh phúc. Việc sử dụng luân phiên câu cảm trong văn bản làm tăng thêm giá trị biểu cảm của bài thơ, nỗi nhớ lên đến đỉnh điểm của nhà thơ với mong muốn được tự do, được cống hiến cho cách mạng. Có thể nói, việc sử dụng luân phiên câu hỏi, câu kể, câu cảm trong văn bản đã gợi ra một nỗi ám ảnh trong lòng người đọc về nỗi nhớ da diết và cô đơn của nhà thơ, tạo ra nhịp điệu cho bài thơ. Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang câu hỏi số 6. Theo bạn, hình ảnh nào trong bài thơ mang tính tượng trưng rõ nét hơn cả? Hãy làm rõ tính tượng trưng ở hình ảnh ấy. Có thể nói, hình ảnh tiếng hò trong bài thơ mang tính tượng trưng rõ nét hơn cả. Cảm hứng của nhà thơ được gợi lên từ chính tiếng hò quê hương, tiếng hò vang lên hiu quạnh giữa trưa tĩnh lặng, như tượng trưng cho nỗi buồn, đơn độc, lẻ loi đồng điệu với cảnh ngộ, tâm trạng của nhân vật trữ tình. Ngoài ra, một số hình ảnh trong bài có tính tượng trưng như lưng cong xuống luống cây, bàn tay ấy vãi giống tung trời những sớm mai, gợi ra vẻ đẹp của lao động và sự mạnh mẽ, lạc quan của nhân dân. Chúng ta sẽ cùng nhau tới câu hỏi cuối cùng. Bài thơ cho thấy điều gì về tâm trạng, phẩm chất, lý tưởng của nhân vật trữ tình, nêu cảm nhận của bạn về những cảm xúc, tâm tình của tác giả được bộc lộ trong bài thơ. Hướng dẫn trả lời như sau. Bài thơ cho thấy tâm trạng, cảm xúc nhớ thương da diết của tác giả về quê hương, về đồng bào trong không gian ngục tù. Không chỉ vậy, những phẩm chất chân thành, tình cảm gắn bó sâu nặng với làng quê, với nhân dân cũng được thể hiện trong bài thơ. Từ đó dậy lên trong lòng tác giả khát khao tự do, lý tưởng cống hiến cho cách mạng, thay đổi cuộc sống tù đầy, đem lại độc lập cho dân tộc, sự ấm no cho quê hương. Có thể thấy, những cảm xúc, tâm tình của tác giả được bộc lộ trong bài thơ chính là những cảm xúc, tâm tình của người chiến sĩ cộng sản khát khao chiến đấu. Đó là tâm trạng thường trực khi bị nhốt trong nhà tù. Bất lực không thể làm gì, nhớ về cuộc sống ngoài kia với đồng quê, con người và cả chính mình trước kia, bao trùm lên cả là tấm lòng yêu đất nước, tổ quốc sâu nặng, khát vọng tự do và say mê cách mạng của nhân vật trữ tình. Trên đây chính là phần gợi ý cho các câu hỏi trong sách giáo khoa với phần đọc hiểu văn bản nhớ đồng của tác giả Tố Hữu. Hy vọng rằng phần dạy văn này có thể giúp ích cho chúng mình. Đừng quên hãy nhấn theo dõi kênh YouTube Học Văn Chị Hiên để xem được nhiều video bổ ích hơn nhé!